Tuấn định làm cái cà từ hồi lâu rồi, nhưng mà tại giá cà nó rẻ quá. Mà thật sự cái quy trình bên Thuận Thiên thì là tiền mặt, mà cà thì đa số là nông dân mua nợ. Nhưng thật sự đó Phú, làm cà nó rất là rẻ. Như cây này nè, cây cỡ này nè, là một năm hai lần thôi, một lần một lít rưỡi thôi. Một lần một lít rưỡi. Khi nào cây nó có rẹp sáp thì nó có hai lít thôi. Và nó không bao giờ bị gỉ sắt hay bị gì hết á. Cà này là cà em trồng mới được năm rưỡi. Em bón xi được bao lâu rồi? Tính đến hôm nay là tháng 15 ngày anh. Tháng 15 ngày. 17 ngày. Em làm cà là bao nhiêu năm rồi? Làm cà thì lâu lắm rồi. Thế hả? Làm cà thì nhà em làm từ năm 86 á. 86. Kinh nghiệm làm. Nhưng mà em đưa cái xi vào thì em thấy nó khác làm sao? Nó đưa xi vô là tự nhiên em thấy đọt nó búng lên này này anh Tuấn, mà cái cành nó tự nhiên nó cứng hơn này. Em có bỏ phân mấy đâu. Chỉ có phân ít phân chuồng, phân gà, ủ với chấu thôi. Mà cái phân gà này em xử lý rồi em ủ là được 9 tháng rồi. 28 độ. Cái một cái điều nữa là trong mưa dầm nha, cây cà tơ là không nói nè. Cây cà mà trên bút hả? Mà đến thời điểm này em chưa có bỏ phân hóa học mà cái trái nó lớn ù á. Bướm á. Tức là nó không có trong mưa dầm á. Nó không có rụng. Mà cái tán lá em cảm giác lên nó khỏe lắm, cái lá này. Chưa đâu, sắp tới nó còn khỏe nữa. Cây cà này anh chỉ cần đổ hai lần thôi. Một lần là sau khi mình thu hoạch cây nước tưới đầu tiên đó em. Mình đổ xi khi đất nó khô đó, xong mình tưới nước. Cây thứ hai là đổ bây giờ này, trước khi mưa dầm một tháng đổ. Cây cà một năm chỉ đổ có hai lần thôi. Mà cây trên 4 năm tuổi là nhiều nhất là một năm chúng ta đổ hai lần, một lần 2 lít thôi. Hai lần 4 lít. Tổng cộng hai lần cho một năm là 4 lít thôi. NPK như cây này là một năm đó em, là bón chưa tới nửa ký đâu. Em trồng cái cà tái canh này thì em mới thử ứng dụng xi vô coi sao. Nó tốt em biết không, cái tái canh nó hồi xưa Tân á, nó làm bên ngân hàng cho vay đó, anh làm ở dưới chư C đó. Tái canh không được. Cứ trồng lên là bị vàng hả Tân hả? Hồi xưa Tân làm bên SHB bởi chữ chư C mà. Nhưng mà em sử dụng xi một lít pha rồi xử lý hố thôi, một năm cũng có hai lần thôi. Năm đầu tiên thì ba lần, xử lý hố một lần, đổ hai lần cho năm đầu tiên là tái canh thoải mái. Nhưng mà lúc đó cà nó rẻ quá nên anh không có làm mà cắt cái video được đấy. Về tương đối đồng đều với hồi em đổ nó không có cao như này đâu, nó nhỏ nhỏ đấy à. Cái à, này tầm này thôi này. Một tháng 15 ngày hả? Tháng rưỡi hả? Nó vươn ra này. Chưa đâu, ít bữa nó còn đẹp nữa kìa, chứ vậy nó chưa phải là vậy đâu. Đây nó đang đeo trái luôn. Đang đeo trái luôn. Năm rưỡi mà đeo trái này không tiện. Nên là nó rất là rẻ ha. Một cây cà đó, năm đầu tiên đó, mà nếu vườn nào có rẹp sáp rồi đó thì nó tốn hơn 40.000 tổng chi phí xi hữu cơ NPK amino. Thì thật sự là anh chỉ xin là một phi đó, 5 lít xi là 1 lít amino thôi. Chỉ cần vậy thôi. Đấy. Cái này cũng đổ xi luôn rồi. Đổ hết vườn luôn. Vậy đó hả? Nhưng mà em sang quá. Em đổ tới 3 lít là sang lắm. Không, cái này 1 lít rưỡi thôi. Không, em nghe lời anh hồi nào em... Chúng ta phải tính về kinh tế. Nó rất là đẹp, đổ 3 lít thì nó tuyệt vời rồi. Không cần nói rồi. Nhưng mà... Không, không cần. 6 tháng sau ha. 6 tháng sau em đổ cho anh lại 1 lít rưỡi. Mà em chưa có bỏ phân NPK. Chưa bỏ NPK. Và anh cũng nói luôn á, cái cà đó mà em xử lý bằng xi với đối chứng á nha, cây 4 năm tuổi đó, năm đầu tiên em chi phí maximum tất tần tật là nó khoảng 40.000 là maximum nha. Cái rất khỏe nha. Chưa đâu, nó rộng nữa. Bởi vậy nên là em biết không, ngay năm đầu tiên là chúng ta thu vào là 8 lạng khô so với đối chứng, cây 4 năm tuổi trở lên nha. Còn bắt đầu xài xi năm thứ hai làm về đối chứng là nó phải cao hơn 1 ký khô hay vậy đó. Nên 1 ký khô đó là đủ chi phí, nhưng mà năm sau nó có 35.000 thôi. Năm sau nó có 35.000 thôi, chỉ có năm đầu là nó có thể lên tới 40.000. Không, anh chỉ xin là một năm á, cây 4 năm tuổi anh chỉ xin là một năm nó 1 ký cho tới 1,5 ký hữu cơ nở thôi. NPK không bao giờ quá 1 ký, nó là như vậy. Nó rất là rẻ, tại vì nó lớn và không có lý do gì. Tại vì cái xi nó chuyển cái đất thành phân, mà cái rễ cà nó rất là khỏe, nó cực kỳ khỏe.
không rệp sáp, không gỉ sắt, không cái gì. Tại vì cà nó khỏe hơn sầu riêng gấp nhiều chục lần. Thế là rồi. Em có xịt một lần rồi. Em đổ xong rồi em có xịt rồi. Dạ. Xịt được một lần nữa. Được, kỹ quá, kỹ em quá. Xịt, nhưng mà khi em xịt này, em xịt ấy thì hồi đấy em trồng bắp nhỏ nhỏ. Ừ. Em phun luôn trên đất này luôn. À. Luôn trên đất này luôn thì, thì tự nhiên thằng bắp được ăn ké này. Dạ. Mà vừa rồi là chớm mưa đầu mùa em phát hiện có nấm. Nấm muối hả? À, nấm muối em chụp hình là đám này á hả? Đó, đó. À, sân nông thì càng nấm muối càng nhiều hơn. Mà cái nấm này theo em biết là cái nấm muối này nó kén rất ghê lắm. Đúng rồi, đất mà có độc là không bao giờ có nấm muối đâu. Nên là nông dân mà xài xi thì sau này nấm muối sẽ nhiều hơn. Ừ. Ok, đẹp quá. Chưa đâu, cái cành này nó ra, bây giờ nó đang ra bông. Ra bông đậu luôn này, gì nữa. Rồi, đó. Để chuyển qua cái cà này, thật sự cái cà khó là triển khai, là nó giá nó thấp quá nên nông dân cứ mua thiếu nên mình không triển khai được, mình thì không bán thiếu. Nhưng mà là như thế. Trồng cây gì thì mình cũng vẫn phải đầu tư. Đúng rồi, chi phí nó rất rẻ em ạ. Chi phí nó rất rẻ. Cái tiền làm xi đó là cái một ký khô nó bù lại cho mình khoảng 35.000, là cà rẻ nhất là 35.000 đúng không? Đúng rồi. Thì chắc chắn anh hứa chắc một điều luôn á, cà mà sau 4 năm tuổi mà làm từ năm thứ hai ra đi là trên một ký khô, đối chứng. Nhưng mà thật sự ngay năm đầu á cao hơn đối chứng khoảng 8 lạng thôi, là nông dân gần như là không mất tiền đầu tư rồi. Cây này là em không nghĩ một tuổi rưỡi mà nó được từng này đâu á. Rồi, sau này anh sẽ cập nhật lại. Sau cái mùa mưa anh cập nhật lại. Anh cập nhật lại. Em sợ có khi nó còn giáp tán nhau. Mình quay cái tổng view này đi, cứ để qua mùa mưa cái mình cập nhật lại. Để nông dân chúng ta sẽ làm cà không hóa chất. Đúng rồi, cây, đúng rồi. Chúng ta quay cái view này lại. Tại mấy cái cây này không thể thay đổi được cái này. Đúng không? Ok. Rồi. Vậy đi, đẹp quá. Trái ghê lắm, trái kinh lắm. Ờ mà nó không có rụng, mới mưa dầm không có rụng. Vừa rồi mưa chán ghê, mưa mỏi mà dưới gốc không có một. Để anh qua mưa dầm anh cứ cập nhật, không có rụng ha. Này mà em xử lý thêm phát nữa là khỏi mưa dầm chấp mưa dầm. À. Bởi hay mưa dầm lắm. Thôi, bây giờ không cần. Em đã xử lý thứ 3 lít rồi mà 1 tháng rưỡi rồi. Chấp mưa dầm đợt này luôn, không có. Vào mùa nước tưới. Cây nước đầu tiên tưới lại mùa khô. Đổ xi xong là nói lại nè. Đổ xi xong là tưới cây nước đầu tiên. Sau đó một lần như vậy thôi. Rồi mãi đến khi mùa này nè, chuẩn bị mưa dầm nè. Đầu mưa dầm nè. Đó. Một lần nữa. Một lần nữa là xong của một năm. Một năm có 2 lần. Đúng rồi, vậy thôi. Nha.